Xin chào mọi người, giới thiệu cho mọi người về cái món ếch chiên nước mắm. Đầu tiên là cái ếch này thì mình phải rửa sạch với muối trước, rồi xong cái là chanh với muối thêm mấy lần nữa, khi nào mình cho nó hết nước đó. Rồi sau đó là phải nấu nước sôi lên, cần nó qua một chút nước thì nó cũng không phải sôi quá nha. Chủ yếu là làm cho cái da nó sạch đó. Sau đó mình đem đi ướp. Ướp thì mình sẽ có tỏi, ớt, rồi tiêu ha, tiêu để cho nó khử mùi đó, ba cái loại đó, rồi muối, đường. Bạn nào không thích ăn bột ngọt thì nêm hạt nêm ha, muối, đường và hạt nêm là như đó cũng ok rồi đó. Thì mình ướp trong khoảng nửa tiếng hay là một tiếng nữa tùy mọi người thôi. Thì sau đó mình đem đi chiên giòn. Chiên giòn thì sau khi chiên giòn á thì mình sẽ cũng là tỏi ớt tiếp. Tỏi ớt thì mình bằm lại. Thì sau khi cái này chiên giòn đó thì bắt đầu cái là mình phải gắp nó ra, là mình cho tỏi ớt vô, mình phi lên, xong rồi cái mình bỏ nước mắm với đường vô, là mình lật cái lớp áo cho nó đó. Rồi như vậy đó, là xong. Mình cái rau ăn kèm thì mình sẽ có thêm hành lá với củ hành, để chút xíu mình chế biến thêm củ hành nữa. Ok, cái này giai đoạn 1 là chiên cho nó vàng đi thôi.